ai kiếp bần cùng nô lệ. Hãy đứng lên mà bè xiềng gông, tự do đã nở hoa hồng trong dòng máu đỏ trên đồng Việt Nam. Mừng trời đông anh hồng tươi sáng bừng lên, đàn bồ câu trăng bay về trong nắng mới, ngàn triệu dân sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhân dân ta đã đứng lên làm nên cao trào cách mạng 1930-1931 mà đỉnh cao là Xô Viết Nghệ Tĩnh. Mùa xuân năm 1941, Chủ tịch Hồ Chí Minh về nước trực tiếp lãnh đạo cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc. Bước chuẩn bị quan trọng về chính trị, tổ chức và lực lượng cách mạng để tiến tới cuộc tổng khởi nghĩa cách mạng tháng 8 1945 và sự ra đời của nhà nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Chủ tịch được hun đúc bằng truyền thống yêu nước nồng nàn với bề dày hàng nghìn năm lịch sử của cha ông ở một tầm cao mới mang hơi thở của thời đại.